báo 24g.com.vn. Một nhà điều tra về bí ẩn MS-370 vừa khẳng định anh đã tìm thấy phần thân của chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích và có hình ảnh để chứng minh điều đó, Daily Star đưa tin. Máy bay mang số hiệu MS-370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất 4 năm trước, tạo nên một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Tháng trước, chuyên gia người Anh Ian Wilson gây chú ý khi tuyên bố phát hiện máy bay MS-370 trong rừng Campuchia. Bằng chứng mà Wilson chỉ ra là hình ảnh chụp trên Google Maps, cho thấy vật thể giống máy bay nằm trong rừng. Thông tin này hiện vẫn chưa được kiểm chứng thì một người khác tên Daniel Boyer cho biết anh ta tìm thấy một máy bay thứ hai, nằm cách tọa độ Wilson chỉ ra khoảng 16 km. Boyer tin rằng đây mới chính là máy bay MS-370 mất tích. Boyer nói với Daily Star rằng anh tin rằng hình ảnh mình chụp được cho thấy một buồng lái có kích thước tương tự chiếc Boeing 777 mất tích. Sau đó, Boyer công bố những hình ảnh mà anh tin rằng chụp phần đuôi của máy bay. Và hôm nay, Boyer nói rằng anh đã tìm thấy phần thân máy bay có chữ Malaysia Airlines. Trong ảnh Boyer cung cấp cho Daily Star, vật thể trắng có thể là máy bay có thể được nhìn thấy nằm trong khu rừng cách Phnom Penh 96 km. Trong một bức ảnh được phóng to, một vết màu xanh có thể được nhìn thấy và Boyer tin rằng đây là chữ Y trong cụm từ Malaysia Airlines. Trả lời Daily Star, Boyer nói, tôi thực sự nghĩ rằng hình ảnh này có thể cho thấy thân máy bay. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy chữ Y trong logo của hãng hàng không, với các cửa sổ khoang hành khách bên dưới. Đây chắc chắn là một mảnh vỡ máy bay và cần phải được điều tra. Phát hiện này được đưa ra khi chuyên gia người Anh Ian Wilson chuẩn bị vào rừng để tìm kiếm máy bay mất tích. Cảm ơn các bạn đã xem tin. Mời các bạn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để xem được những tin tức nóng sớm nhất, mới nhất.